nó được cái. Sau vài tiếng chúng mình đã lắp xong. Bây giờ chỉ lắp cái khớp nối với cả cái xoang xong rồi lắp xuống là xong. Bây giờ sẽ ghép các bộ hai tòa tháp lại nhau đúng không? Vâng. Ok, nào hai bạn nghe ghép rồi ngồi ghép tiếp đi xong rồi. Lại đi. Ghép tiếp. Đây.